Từ nay đến mùng 1 tháng 2, lau dọn bàn thờ đúng 3 ngày này được tổ tiên ban lộc, tiền về như nước. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo văn hóa truyền thống tâm linh của người Việt thì ban thờ là cái nơi hiện diện của thần linh. Đây không chỉ là nơi để thờ cúng tổ tiên mà còn là một trong những nơi giúp chúng ta thu hút thêm cái tài lộc, may mắn và cái hồng phúc. Bởi vậy, cái việc dọn dẹp ban thờ không phải là công việc đơn giản. Nói chung là hàng tháng, trước khi thắp hương ngày rằm ngày mùng 1 hay là những cái ngày lễ Tết dỗ chạp, những ngày có công có việc mà khi phải thắp hương ấy, thì các gia đình người Việt thường làm một cái nghi lễ, đó là gì? Dọn dẹp và gì lau dọn ban thờ cho được thơm tho sạch sẽ. Đây cũng là dịp để gia chủ lau dọn ban thờ, giúp không gian thờ cúng nó được trang nghiêm, linh ứng, thơm tho để các cụ ngự được lâu hơn và ban phát tài lộc hồng phúc cho con cháu. Nhưng nếu vô tình phạm phải những cái sai lầm đại kỵ trong cái việc dọn dẹp ban thờ, đặc biệt là cái việc chọn vào những ngày xấu ấy, sẽ khiến cho gia chủ có thể rước họa sát thân, tán gia bại sản, tự tay phá tan đi cái vận may tốt lành của mình. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta có thể tiến hành công việc là lau dọn bàn thờ trong cái dịp là từ nay đến cuối tháng, tức là từ nay đến ngày mùng 1 tháng 2 ấy, giúp quý vị có được một cái ngày tốt để quý vị dọn dẹp, lau dọn bàn thờ, giúp cho công việc nó được hanh thông, thuận lợi, mang lại cái may mắn, bình an cho gia chủ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi mà đi vào cái ngày tốt dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang ấy, thì chúng ta cũng phải xét qua một chút về những cái loại nước dùng để lau dọn bàn thờ. Quý vị thân mến, điều đầu tiên cần làm trong cái việc trang trí bài trí bàn thờ đó là gì? Phải giúp cho bàn thờ luôn được sạch sẽ. Trước khi dọn dẹp, chúng ta cần phải tắm rửa sạch sẽ và gì để giữ cho cơ thể được thanh tịnh. Chuẩn bị một ít trái cây, thông báo với bà ông bà tổ tiên là chúng ta chuẩn bị lau dọn bàn thờ. Đặc biệt khi lau dọn bàn thờ thì chúng ta sẽ dùng nước ấm đấy. Và một số nước chuyên dụng cũng có thể dùng nước hòa với rượu gừng hoặc là gì rượu tỏi để lau dọn bàn thờ. Vì dân gian lưu truyền tỏi và gừng ấy có công dụng là trừ tà hiệu quả, pha rượu với gừng, dùng nó để lau bàn thờ sẽ giúp tẩy uế, đuổi sạch những điều xui xẻo, mang một cái vận khí mới may mắn đến cho gia chủ. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể sử dụng cái nước lau dọn bàn thờ nhất tâm hương để lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ, thơm tho, giúp cho không gian thờ cúng được linh ứng hơn, cầu gì được nấy. Đó. Cái nước lau dọn bàn thờ, bao sái bàn thờ nhất tâm hương này nó sẽ bao gồm có thảo dược, quế, hồi, đinh hương, cỗ vang, bạch đàn, bồ hòn, chanh xả. Cái công dụng của nó là làm tẩy sạch các bụi bẩn trên các đồ thờ như là bát hương, lư hương, tượng, đồ phong thủy và các đồ trang trí nội thất trên bàn thờ. Tẩy rửa các vết bẩn trên men sứ, trên đĩa bồng, trên các chén hoặc là trên mặt kính, đúng không? Làm sạch cái không gian thờ cúng, ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc, côn trùng, như là nó có tác dụng là đuổi rán, đuổi kiến, khiến cho cái không gian ban thờ nó được sạch sẽ hơn, linh ứng hơn. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp tẩy uế, mang lại cái hòa khí cho gia chủ, và kết hợp với cái mùi hương quế thơm tho, nó cũng sẽ giúp cho không gian thờ cúng nó được linh thiêng hơn, ấm cúng hơn, giúp cho gia chủ có thể cầu gì được nấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nhất tâm hương, giúp cho quý vị được dễ dàng lau dọn bàn thờ hơn, giúp cho không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ mà không phải cầu kỳ. Các cụ khi đó các cụ về sẽ ngự được lâu hơn và gì cái không gian thờ cúng được linh thiêng và trang trọng hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nhất tâm hương, giúp quý vị mang lại cái may mắn tài lộc quanh năm đó. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái việc lựa chọn cái nước lau dọn bàn thờ, thì trước khi chọn ra những ngày tốt lau dọn bàn thờ thì chúng ta cũng cần phải có những cái chú ý về những điều kiêng kỵ trên bàn thờ. Thứ nhất là gì? Ví dụ như cuối năm thì chúng ta có thể là dọn dẹp lau dọn bát hương tùy tiện được, nhưng mà trong những ngày bình thường và trong những dịp trước lễ Tết dỗ chạp, những ngày bình thường thì quý vị cũng không nên di chuyển bát hương một cách tùy tiện. Tại vì người xưa cho rằng nếu mà di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dẫn đến cái gì? Sẽ bị chuyển hướng tốt sang xấu, sẽ gây ra nhiều cái hung họa cho gia chủ. Cái điều này có nghĩa là gì? Lòng thành của các bạn cũng không được các thần linh chứng giám, gây ra những cái điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến cái vận mệnh của gia chủ. Vì vậy, khi mà lau dọn bàn thờ thì chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không nên tự ý động chạm vào hoặc là di chuyển những cái vật trên bàn thờ, đặc biệt là bát hương. Thứ hai là gì? Sắp xếp các đồ thờ Phật, thần linh, gia tiên không đúng vị trí thì cũng sẽ gì?
là một điều không nên. Trước khi mang những cái đồ thờ cúng xuống cọ rửa ấy, thì chúng ta cũng cần phải nhớ kỹ các vị trí để, sau đó sắp xếp lại chúng cho đúng vị trí. Cái việc để cất cái đồ thờ cúng nó sai vị trí nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tài lộc của gia chủ. Tốt hơn là gì? Quý vị nên là gì? Giữ đúng vị trí của các đồ thờ cúng mỗi khi mà dọn dẹp. Nếu mà cần thiết có thể là gì? Chúng ta sẽ chụp ảnh để nhớ lại. Bên cạnh đó chúng ta cũng tuyệt đối không được làm đổ vỡ cái đồ thờ cúng, vì cái đồ thờ cúng nó là những cái vật rất linh thiêng, thể hiện cái sự trang trọng tôn kính với các vị thần, thần linh tổ tiên đấy, và với những người đã khuất. Theo quan niệm của dân gian ấy, nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp nhiều chuyện không may vì thiếu đi cái sự tôn kính với những người đã khuất. Thưa quý vị, ban thờ là nơi linh thiêng nhất cho căn nhà, là vị trí có vai trò quyết định đối với cái tài lộc, cái tài vận, cái hòa khí của cả gia đình. Nếu mà các bạn để cái nơi này nó bừa bộn hoặc là để những cái vật không cần thiết ở đây ấy, thì đời sống vợ chồng cũng gì khó được cơm lành canh ngọt, làm lụng mãi mà vẫn thì không thể khá lên được. Ngược lại, nếu mà biết cách bài trí và lựa chọn cái đồ vật thuận phong thủy giàu ý nghĩa trên bàn thờ thì chúng sẽ giúp mang lại cái điều bình yên và may mắn. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ, ngày tốt và giờ tốt. Chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ đó, để cho gì khi chúng ta cúng ngày mùng 1 tháng 2 tới đây nó được thuận lợi, hanh thông và được may mắn. Từ nay đến ngày mùng 1 tháng 2 ấy, thì chúng ta sẽ cùng xét nhé. Thưa quý vị, ngày đầu tiên chúng ta xét đó là ngày 17 tháng Giêng. Đó là ngày canh thân. Đó. Thưa quý vị, nói chung là trong cái dịp lễ Tết ấy, thì khi mà xong Tết thì chúng ta sẽ gì? Cái bàn thờ nó rất dễ bị bụi bẩn. Đó. Rất dễ bị bụi bẩn và chúng ta cũng khó lòng mà có thể là gì? Giữ được cho sạch sẽ. Và cái dịp từ nay đến cuối tháng, trước ngày 1 tháng 2 ấy, là cái dịp để chúng ta lau dọn bàn thờ để cho cái không gian thờ cúng được trang trọng, sạch sẽ hơn. Vì vậy mà chúng ta để chọn ra những cái ngày giờ tốt thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển ngày tốt toàn thư. Quý vị mở cái trang 164 ấy, nó có phần hứa chân quân ngọc hợp ký. Đây, hứa chân quân ngọc hợp ký. Thì trong này cũng chuyên về những ngày tốt để chúng ta làm cái nghi lễ thờ cúng. Đó. Vậy đây là gì? Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư. Đấy, giúp chúng ta tự xem được những ngày tốt lành nhất cho mình, cũng như là những giờ tốt để quý vị có thể chủ động hơn trong cái việc là gì? Chọn ra những ngày tốt cho mình. Thì ngày đầu tiên chúng ta xét là ngày canh thân nhé, ngày 17. Ngày 17 tháng 1 là ngày canh thân. Thì cái ngày canh thân ấy thì là ngày mở cửa ngũ phúc, cửa trời mở rộng, tế lễ làm chay thượng biểu thì được phúc 100%. Đây cũng là ngày rất tốt đúng không ạ? Ngày thứ hai chúng ta xét là ngày 18 là ngày Tân Dậu. Ngày Tân Dậu thì chư thần Hầu Ngọc Hoàng sai xuống nhân gian địa phủ tế lễ bái tự rất xấu. Tiếp đến chúng ta xét đến ngày Nhâm Tuất và ngày Quý Hợi, tức là ngày 19-20 là ngày Nhâm Tuất, ngày Quý Hợi là ngày lục thần cùng nhật, nhân gian cầu phúc sẽ phạm phải cô quả bần cùng, mọi việc thì không có lợi nên là chúng ta không làm. Tiếp đến chúng ta xét đến ngày 21-22 đúng không? 21-22 nó là ngày Giáp Tý và ngày Ất Xỉu. Thì ngày Giáp Tý và ngày Ất Xỉu thì các chư thần đều ở dưới đất, nếu làm chay lễ Phật cầu thần, cầu tự cầu phúc thì được phúc 100%. Như vậy là gì? Ngày Giáp Tý là ngày 21 tháng 1 và ngày 22 tháng 1 là Ất Xỉu, là những ngày tốt nhá. Đây là Giáp Tý. Hai hai là ngày Ất Xỉu. Đó, đó là những ngày tốt. Đó. Tiếp theo chúng ta xét ngày 23. Ngày 23 là ngày Bính Dần đúng không ạ? Thì là ngày Nhật Hư tại Thiên, tức là thần ở trên trời ấy. Nếu dùng lễ bái, cầu tự, tế tự, thần sông, thần núi, chiêu hồn hay là thay mệnh ấy, thì chiêu tai họa không nên dùng. Đó. Ngày tiếp theo chúng ta xét đến ngày 24. Ngày 24, ngày 25, ngày 26 tức là ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ đúng không ạ? Chúng ta có ngày 24 tháng 1, 25 tháng 1 và 26 tháng 1. 24, 25, 26 tức là 22 này, 23 Ất Xỉu này, Đinh Mão này,
25 là Mậu Thìn này. Và 26 là Kỷ Tỵ này. Ba ngày 24, 25, 27, 26 ấy, thì Bách Thần ở dưới đất. Ba ngày này rất tốt cho cái việc cầu phúc tế tự lễ bái thượng biểu, chiêu hồn bái mệnh, lập đàn làm chay cầu phúc thì được tốt 100%. Như vậy ba ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ tức là ngày 24 tháng 1, 25 tháng 1, 26 tháng 1 là những ngày rất là tốt để quý vị tiến hành công việc là gì? Lau dọn bàn thờ, giúp cho bàn thờ được sạch sẽ hơn. Đó. Tiếp đến chúng ta xét ngày Canh Ngọ và ngày Tân Mùi tức là ngày 27, 28. Ngày 27, 28. Ngày 27, 28 thì là ngày Canh Ngọ Tân Mùi, chư thần ở trên trời. Hai ngày này không nên làm lễ bái hay là tế tự vì rất là xấu. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến một ngày 29 đúng không ạ? 27, 28 đến ngày 29 là ngày Nhâm Thân. Ngày Nhâm Thân ấy thì nó là ngày gì? 29 là ngày Nhâm Thân. Cái ngày Nhâm Thân này thì nói chung ấy là chư thần ở trên trời rồi xuống địa phủ tế tự cầu phúc. Đấy, thượng biểu trương, bái trương thì được phúc 100%. Như vậy đây là ngày rất là tốt nhá. Đây là ngày tốt. Đó, đây là ngày tốt. Đó. Như vậy là gì? Trong cái thời gian từ nay đến cuối tháng chúng ta có 2, 4, 6, 7 ngày tốt nhá. 7 ngày tốt để quý vị có thể là tiến hành là công việc là gì? Để quý vị tiến hành công việc là lau dọn ban thờ cho không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ, ấm cúng hơn, đúng không? Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái trang 164 nhé, ở cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư, có một phần gọi là Hứa Chân Quân Hoàng Hảo Ký. Ông Hứa Chân Quân thấy người đời tác phúc thi nguyện, bái biểu thượng trương làm chay, có người thì được phúc, có kẻ bị tội tai họa, có nhà cầu đảo mà sinh ra tai họa, phá tận con cháu. Như vậy là tại sao? Vì thế ông Hứa Chân Quân mới sát trong cái bản án Thiên Tào thì thấy, chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà chung kiến tổ tiên, không biết chọn ngày trong vòng 60 của lục thập hoa giáp trong tuần của các vì sao, hoặc ở nhân gian hoặc ở địa phủ, dĩ chí phạm phải mà con cháu phải chịu họa lây. Vì thế ông Hứa Chân Quân mới chép rảnh rẽ ra quyển Ngọc Hạp để cho các vị quốc sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tế tự cầu thần lễ Phật, tránh được những cái ngày thiên cách, địa cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục thập hoa giáp thì tự nhiên sẽ biết được những điều cát hung. Đó. Vì vậy mà gì? Đây là những cái ngày tốt để, theo Hứa Chân Quân Ngọc Hảo Ký để chúng ta có thể tiến hành công việc là gì? Dọn, lau dọn bàn thờ để giúp cho không gian thờ cúng được thơm tho sạch sẽ nhé. Thì quý vị có thể là chép lại, chụp lại những cái ngày tốt này để chúng ta tiến hành cái công việc lau dọn cho được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt từ giờ đến cuối tháng để chúng ta tiến hành công việc là lau dọn bàn thờ để giúp chúng ta thắp hương lễ bái trong ngày mùng 1 tháng 2 nó được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Đó. Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Đó, bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để gì tự xem ngày tốt cho mình nhé. Hoặc là quý vị cũng thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cái việc là chọn ngày giờ tốt, về công việc là thắp hương lau dọn bàn thờ hay là những ngày tốt khác. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.